Xin chào chị Hà, thì hôm nay xin làm phiền chị một xíu nhé. Nhưng mà cái kết quả tuyệt vời của mình á, mình cũng nên chia sẻ với mọi người để mà mọi người biết được là sau cái quá trình điều trị da của mình đã thay đổi như thế nào. Thì đây là hình ảnh của chị Hà trước khi điều trị, da khá là khô, sần sùi cũng như là da không đều màu. Thì khi mà mình nhìn kỹ á, mình có thể thấy những phần thâm nám và đốm nâu khá là nhiều. Thì sau cái quá trình điều trị, da của chị gần như là những phần thâm nám này đã mất hoàn toàn, cũng như là da căng bỏng hơn và trẻ hơn. Thì không biết là mình cảm thấy như thế nào sau quá trình điều trị vậy? Đó cũng là lý do mà trước khi mọi người luôn nghĩ em lớn hơn so với tuổi. Nhưng mà việc chăm sóc da tại nhà thực sự rất là khó. Bởi vậy em luôn lựa chọn liệu trình căng bóng da tại Gà Spa. Mỗi lần chỉ mất cỡ 30 phút là da rẻ đã thay đổi hẳn, da căng bóng trắng mịn và trắng sáng đều màu hơn rất nhiều. Cảm ơn chị khi đã tin tưởng Gà Spa và liệu trình của mình vẫn còn đang tiếp tục, thì da của mình sẽ vẫn còn là đẹp hơn chị nhé.